Tôi cực lực công kích sách vệ sinh đã dạy ta ăn uống phải sạch sẽ, nếu ta muốn được khỏe mạnh, béo tốt. Thuyết ấy sai, trăm lần sai, nghìn lần sai, vì tôi thấy sự thực, ở đời này, bao nhiêu những anh béo, khỏe, đều là những anh thích ăn bẩn cả. Thì đấy, các ngài cứ hãy nhìn ông huyện hinh, hẳn các ngài phải chịu ngay rằng tôi không nói đùa. Cha, cha, béo ơi là béo, béo đến nỗi giá có thằng dân nào vô ý. Bột mồm ra nói một câu sáo rằng, nhờ bóng quan lớn, là ông tưởng ngay nó nói sỏ ông. Tức thì, mặt bàn là một, mặt nó là hai, bị vả đôm đốp. Mà rồi thằng khốn nạn ấy, ông truy cho đến kỳ cùng, không còn có thể làm ăn mở mày mở mặt ra được. Bởi vì ông có sẵn trong tay hàng mớ pháp luật, thì ông ngại gì không khép thằng bảo quan béo vào tội, làm dối cuộc trị an. Thế là việc công việc tư, ông đều được trọn vẹn vì không những ông được hà giận, lại còn được tiếng mẫn cán là khác nữa. Nhưng cớ sao từ ngày xuất chính tới nay, 20 năm trời rồi, ông vẫn còn lẹt đẹp chi huyện mãi. Cái đó không quan hệ, các bạn học cùng ông, họ đều thăng đường quan cả, vẫn thường phàn nàn hoạn lộ quá chậm chạp của ông. Trước mặt họ, nghe câu nói thành thực ấy, ông chắp tay, cúi đầu, làm ra vẻ buồn rầu. Nhưng lúc quay lưng đi, ông bĩu môi, chửi thầm một câu bụng bảo dạ, làm bố tránh có vạn xỉ ra mà ăn. Lý lịch của ông huyện Hinh cũng xấu thật, bởi vì ngồi huyện nào, ông cũng bị dân kiện, mà quan trên xét ra ông lại trễ nải việc quan. Đời làm quan của ông chỉ có hai việc chính, đánh bạc và chơi gái. Năm nay, ông đã ngoại tứ tuần, ông vẫn lấy cái tuổi của ông để lên mặt tiền bối, khinh những ông huyện trẻ khác, nếu tuổi này dám chỉ coi ông là bậc ngang hàng. Ông liền khoe thằng cả nhà ông đã hai mươi năm rồi ông cặp ngón tay trỏ và ngón tay cái với nhau, vê vê trên mép. Trên mép ông, ông đã bao công trình mới cấy được từng ấy dâu. Ông để dâu, cho khác hẳn với tuổi huyện trẻ nhãi. Nguyên cây da mặt ông nhỏ, mà có lẽ vì ông béo quá, nên lỗ chân lông căng ra, căng thẳng quá, đến nỗi dâu không có chỗ nào lách ra ngoài được. Đến nỗi năm 40 tuổi, mà mặt ông nó cứ nhãn thím như thường. Ông bực mình, bèn ra lệnh cấm thợ cạo lia lưỡi dao lên môi ông một dao, để ông nuôi dâu. Thì sau hết, những lông tơ nó cũng dài ra, và trông rõ hơn. Và đến bây giờ, đứng ở hai bên miệng ông, nó thành hai cái dấu chua nghĩa. Buổi hầu sáng hôm ấy, con mẹ nuôi, tay cầm lá đơn, đứng ở sân công đường. Nó hớt hơ hớt hải qua cổng tròi, rồi sợ sệt bỡ ngỡ, không biết quan mùi buồng nào bỗng một người mặc áo cánh nái nhuộm vỏ ra chạy sông sộp đến trước mặt nó, và hỏi, đi đâu? Còn mẹ biết ngay rằng đó là cậu lính lệ, và như hiểu rõ phép vào quan, nó dúi đưa cậu lệ hai hào đã cầm sẵn ở trong tay, rồi nói nhỏ, nhờ cậu bẩm quan cho tôi vào hồng Cậu lệ tuy đã cầm tiền, nhưng làm như ta không để ý đến việc nhỏ nhen ấy, bèn vừa thỏ tay, vừa nói to, đưa xem đơn, việc gì. Rồi trong khi nhà nuôi kể lể, thì cậu lệ đánh vần để đọc lá đơn. Đoạn cậu lắc đầu, nhăn mặt bảo, vào kia, nhờ bác nho quý bác ấy làm hộ cho. Đơn này không được, còn mẹ tái mặt, hỏi, không được thế nào, thưa cậu. Cậu lệ giơ hai tay ra giảng, nghĩa là nếu nhà chị muốn việc chóng xong, nghe chưa? Thưa cậu, cậu cứ vào trình quan hộ, chả nói dấu gì cậu, nhà tôi bị mất trộm hết sạch cả đồ đạc lẫn tiền nong. Sáng nay, vài mãi mới được đống hai bạc, để đi trình quan, cậu làm ơn thương hộ cho. Cậu lệ nhìn nét mặt nằn nì của nhà nuôi, xong vẫn thản nhiên, tôi bảo nhà chị không nghe thì tôi mặc kệ. Tôi thấy nhà chị ăn mặc thế này, lại bị lúc vận hạn đen đuổi, tôi lại chẳng động lòng hay sao. Nhưng ở đây, cái lệ nó thế, tôi tử tế, nên bảo trước, nếu nhà chị không theo, thì quan quở, chớ có trách tôi đấy. Muốn chứng thực lời nói của mình, mẹ nuôi cười nút giải yếm ra rồi xỉa năm đồng hào đôi còn lại lên gan bàn tay và nói đây này chẳng tin cậu đếm mà xem chỉ còn vừa vặn tiền trình thôi cậu lệ lắc đầu còn mẹ vừa buộc lại tiền vừa nhăn nhó van lơn lại cậu thương cháu cho cháu được nhờ cậu cứ vào bẩm quan hổ hễ quan bắt làm lại đơn thì cháu xin ra nhờ bác nho quý ngay bỗng một tiếng chuông gọi cậu lệ giả giật một tiếng rồi ù té chạy con mẹ nuôi nhìn theo, biết rằng buồn quan ngồi ở chỗ ấy. Nó đánh liều tiến đến, vừa tiến vừa lo, nó bước chân lên thềm, chống ngực bắt đầu nổi mạnh. Nó đã trông thấy quan, nó lại sợ nữa, vì lo sợ quá nên quên đứt rằng chính nó đi trình việc mất trộm. Nó lại tưởng như nó là đứa trộm vậy, nó rón rén, đứng nép vào cạnh cửa, thập thò, ghé vào trong, và lắng tai nghe nó thấy quan đang dặn cậu lệ xuống bảo nhà bếp ninh cho thật dư cây chân giò và đến khi cậu lệ giả tiếng cuối cùng và đi vào sân sau mé cửa trong thì nó hiểu ngay rằng đã mất toi hai hào cho thằng sò lá nó chẳng bẩm cho mình một tiếng nào bỗng hai con gà tây béo xù quàng quạc kêu ở sân trước nó thốt giật nảy mình quan đang ngồi choàng một cái ngài đứng dậy chạy vội ra hiên đứng ngay cạnh nhà nuôi và gọi vắng có đứa nào đấy lừa hai con gà vào cho tao tức thì người ta chạy tán loạn để xua gà và nhà nuôi thì chắp hai tay quỳ ngay xuống gạch và nâm ngang đầu cây lá đơn khi đôi gà đã chạy về quan bèn nhìn con mẹ và bảo vào đây nó mừng quá lóp ngóp đứng dậy vội vã theo vào trong buồng giấy nó đứng ở cạnh bàn run lên bần bật nó liếc nhìn quan ngài oai vệ quá nó lại sợ hơn nữa nhưng dù run hay sợ nó cũng không quên được việc vi thiểm quan. Nhưng tiền trình diện quan, nó lại buộc vào trong giải yếm. Nó cởi ra mới lấy được, nó mới lùi húi rút cái nút buộc ra. Nó sợ quan chờ lâu, nên phải vội vàng, mà vì vội vàng, lại lo quan gắt, nên nó lóng cóng. Cái nút vừa sổ ra, thì loành xoảnh cả món tiền rơi tiệt cả xuống gạch. Năm đồng hào đôi nảy lên mấy cái, và từng ấy tiếng kêu làm nó giật mình. Tự nhiên, nó choáng cả người và hoa cả mắt nó cúi nhìn chỗ nhiều hào rơi nhất ngay bên cạnh nó đồng thì chui nằm ẹp gần chân nó đồng thì xoay tít mấy vòng đồng thì bắn ra góc buồng mấy đồng nữa thì thi nhau lăn ra tận chỗ xa nó không thấy quan nói gì nên cũng hơi tĩnh tâm nó bèn cúi xuống để nhặt tiền một đồng hai đồng đồng thứ ba nghiêng ở mé tường nó tìm đồng thứ tư mãi nó mới thấy ở tận gần chân bàn giấy của quan nó tìm đồng thứ năm, quái, nó tìm mãi mà không thấy đâu cả. nó phải có năm hào đôi, năm hào đôi mới thành đồng bạc được. vừa ban nãy nó dở ra cho cậu lệ xem và lại buộc cẩn thận vào giải yếm. không lẽ đồng hào ấy có ma đã biến đi đâu mất chóng thế được? vậy chỉ quanh quẩn ở trong buồng này mà thôi. nhưng nó đã tìm kỹ lắm rồi, mà trình đơn tám hào tất nó bị quan chửi, không biết làm thế nào được. nó tần ngần chắp hai tay vãi, lại quan lớn ạ, à? rồi nó lùi lùi bước ra cửa. Rồi nó đi về, ông huyện hình cứ ngồi yên sau bàn giấy để nhìn theo con mẹ khốn nạn. Rồi khi thấy nó đã đi khuất, ông mới đưa mắt xuống chân, dịch chiếc giày ra một tí. Và vẫn tự nhiên như không, ông cúi xuống thỏ tay, nhặt đồng hào đôi sáng loáng, thổi những hạt cát nhỏ ở đế giày bám vào, rồi bỏ tọt vào túi. Chân thành cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe chuyện đọc trên kênh youtube của chúng tôi sự quan tâm và phản hồi tích cực từ các bạn là động lực lớn hy vọng qua câu chuyện chúng tôi đã mang lại những phút giây thư giãn và suy nghĩ sâu sắc mọi ý kiến đóng góp giúp chúng tôi ngày càng hoàn thiện hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký kênh chia sẻ và để lại những bình luận ý kiến của bạn chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến những câu chuyện thú vị và ý nghĩa hơn nữa